đỏ là đang cái lúc tối mà ô tô nha đi vào sớm đi vào bắn cung bắn cứ bắn thẳng đồng chép vào tôi không có gì tôi 29 chỗ kìa 29 chỗ luôn kìa kìa cũng rầm rộ như là chơi TikTok anh đi Hà ơi Hà kìa Hà kìa Hà Daddy Daddy ơi không phải để ý hàng đi xuống đây nha con này là một đại diện cho anh nhân dân ra sao? Ừ nắng này, chờ tí. Em dẫn thay con lều nào, đây. Ôi, con này đứng chờ anh được. Đi. Rồi nó chạy máy kia rồi. Sao đi chờ được đường như này? Cún mấy tôm chép vào máy kia rồi. Thế thì không ai trông nó thì phải đi đây quay nó đi. Trông nó đi. Con vẫn đợi để nó lấy giếng nữa. À lên rồi. Đấy, đi rồi. Chú mua đi ăn. Đây chú này. Con chỗ nào nó mát mát đây. Rồi đi đi này. Ở đâu rồi chị? Đi ra để đồ trước đi. Đấy thằng cú về cát rồi nhắm vào đấy đi. Bảo cho chúng nó vào tạm cho đấy mát đã. Thúy ơi, cho nó vào tạm đấy cho nó mát. Ý là tạm cho nó mát đã đỡ nắng hả? Chỗ này trời này nắng quá, nắng cháu ngồi ra. Em làm lấy ra em bỏ. Đây là lều to rồi, đây là lều bé thôi. Chúng tôi đến từ trường tiểu học Đan Lâm. Để hôn thật giống như thế là rơi hay này. Chúng ta đến từ trường tiểu học Đan Lâm. Tối đó chúng ta không nghe gì đúng không? Đúng không? Sao sao không? Nghe này, hôn thật giống. Alo. Đi vào đây chơi trước đi, là tổ thôi, đi đi chơi trước. Kia thả gì không nhá? Chúng tôi đến từ lớp 5A11. Rồi nhá, bây giờ
mình là mình tập trung ở đây trước, sau về là tí lên gì, sau về không thì nữa, tí lên đi thăm qua rồi ông bảo. Cho nó nghỉ đi đã. Chúng ta đến từ trường đại học Tây Giang. Đi cả nhà chụp chung kiểu. Rồi nhé, bây giờ chúng ta tất cả cùng hô. Được chưa nào? Tôi sẽ cộng điểm với đội nào hô to nhất để chuẩn bị này. Ngày hôm nay là ngày tuyệt vời. Mặc đồ chưa? Đặt hết rồi, mặc đồ xe xe. Thì hôm nay thế nào chúng ta cũng kế đấy. Dù đội bà có như thế nào chúng tôi cùng chiến đấu. Chúng ta không bao giờ tỏ tiêu mà. Đúng rồi đấy, thấy chưa? Nghe chưa? Nghe chưa? Lại này, lại này. Lại này. Dù hôm nay có khăn ăn đâu, dù có đất, có nhà, trời có sập, chúng ta cũng quyết tâm. Dù đội bạn có chơi tỉnh với đội chúng tôi không bao giờ đánh bại. Đấy chưa này nào, không đánh bại, 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 chúng ta dạy đầu tiên là chúng ta làm gì? Chính xác là phải mở mắt. Rồi, mở mắt xong làm gì? À, có bạn bảo em đi vệ sinh, em đi đánh răng, em đi rửa chân. Là cái gì? À, đánh mở mắt xong phải ngồi dậy đúng không? Rồi, tiếp tục ngồi dậy xong phải làm gì? Vươn vai, rồi, vươn vai gọi là thể dục. Ra chụp mấy răng kiểu. Rồi, bây giờ hiện tại là tất cả các cái... Tên đi à? Là cái gì nhỉ? À, các bác phụ huynh cho em vài ra vậy ạ, các bé chơi sẽ bị vướng. Tí nữa chụp sau nhá. Tí nữa khi nào mình nhặn nhễ nhại mồ hôi mình chơi sau. Rồi. Ok này. Nào. Hàng hàng nào. Bạn nữ nào mà không thẳng hàng tôi cho về đây cho. Bạn nam nào không thẳng hàng cho lên đấy bạn. Ủa, tép ở dưới có dây điện đấy. Ok, phải để đấy.
Thôi để cái bánh tráng ăn. Bánh tráng ăn tát rồi nhá. Em ơi. 100 thôi. Đây bà. Bây giờ mỗi đội hai bạn đầu hàng phải cử ra hai bạn. Thông minh nhất, nhanh nhẹn nhất đứng đầu hàng rồi. Ăn mình đắng ngá ăn trong mình nên lặng mẽ. Được chưa nào? Một bạn làm đội trưởng đứng giữa hai hàng. Trong mình mà nó đây là chỗ của mày nha. Bắt đầu xin mời. Chúng mày phai chúng ta làm bà ngoại. Chê. Rồi của mình. Ôi không ngã, sắp ngã. Ô con ơi. 5, 4. Tôi không biết là sống ra thành huyền thoại hay thành bà ngoại nữa đấy. Và xin mời đội Đăng Lâm. Khẩu hiệu là gì, tên là gì và slogan là gì? 5-1, 1 trột đấm luôn. 5-1, 1 trột đấm luôn, vô tay. Nghe chưa? Nhưng mà đấm bằng lời nói thôi nhé, không phải nhau hiểu đâu. Tôi làm anh em tôi cho vào công mạng hết. Đó. Rồi, xin mời đợi em về chỗ. Rồi. Rồi, cái này. Rồi này. Nghe. Trò chơi đầu tiên sẽ là gì ạ? Vũ điệu hoang dã. Được chưa nào? Không, trò tên nào? Bây giờ nhá. Các bạn lắng nghe không ạ? Đợt mất trò chơi chủ điểm này. Rồi này, trò chơi này. Bây giờ xin mời đợi. Cái gì ạ? Nhanh lên một vượt trộn, đấm luôn đúng không? Xin mời bạn ngồi xuống. Rồi, ngồi xuống, quay và nhìn các bạn. Được chưa? Đấy, quay và nhìn bạn, được chưa? Rồi. Xin mời, rồi. Free Fire đúng không? Rồi, Free Fire đúng không? Trong này, bây giờ một điệu nhạc nổi lên. Tất cả các bạn phải nhảy theo đội trưởng của đội mình. Đội nào nhảy theo đúng đội trưởng nhất đẹp nhất do cộng điểm. Được chưa nhỉ? Rồi, xin mời bay bên phải, quay. Gian chè đó, kìa gian chè đó. Đúng rồi, đây này, đặt trước đây. Đúng rồi, chính xác. Rồi, các bạn, Đăng Lâm nhìn các bạn nha. Xem có đều không nhá. Rồi này, nhạc chưa? Ở đây con ạ. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, Không chốt được tổ. Quay thì phải lẩu đủ làm. Bưng thẳng người lên. Rồi. Đây rồi. Bông cửa gần lên xong rồi. Cố lên cẩn thận nó cho nó cắn đây. Chép vào cho xa tay ra. Ôi. Cắn đây trả đó. Cắn đây. Con đi vào trong kia con đỏ nó kìa. Nó ăn nó cẩn thận nó ăn vào tay mình đấy. Ăn được. Ăn vào đấy mà. Con đi vào trong kia. Khó đó. Cô gần ngã nhà tôm cẩn thận đấy nha. Hôm nay đi vào đấy ăn. Sao
con đi con kia kìa. Em có đi chuột nào? Ra đi. Để ý nha, để ý nha. Dê đây là ăn nha. Đấy. Khỏi này. Lấy con bò đấy để làm ra bò húc đúng không? Cái gì? Con gà vậy nó bị rơi đâu mẹ? Chắc thế rồi. Mẹ nhấc ra con kia. Không, sợ lắm. Tí người ta ra người ta bắt. Tí người ta ra người ta bắt. Có cả lợn nha. Ăn hết nhanh. Có phải Phúc cho con lợn cái? Ủa bọn đấy không? Nó nhìn lên đi. Ôi, Ôi, chết rồi. Nó mổ đây, con này đứng xa ra. Cãi nó, tôi đứng xa ra cãi nó. Tí có người đến cứu nó mà. Bắn hết lên mặt rồi. Không có gì tốt, thức ăn của nó mà. Thôi đừng, xa ra. Thế vào đây làm gì? Con này đực, con này hiền lành nhất, cô ơi.
lại đi đâu rồi? Một nắng quyết định. Một nắng quyết định ai sẽ là đội được lên thời sự trong buổi tối hôm nay. Được các bạn nào các bộ toàn là chính thức nhá. Cái gì kia? Phát hiện gì? Đừng đừng. Quả đấy chắc. Thôi mà. Đây là ba rồi. Chim mấy gà. Chim. Có quả chim à? Chim mấy gà sao nó kia? Chim. Chim chim chim. Chim ơi. Đừng đừng. Có mày không? Với mày có chui vào được. Đừng. Ôi cái cột. Con cột tí đấy. Cột chí đấy. Cả lên đi cầm ơn. Cầm ơn. Có mày giết đâu. Ôi cho mày rắn. Không biết sợ là cái gì đâu rồi. Rồi ghép ơi. Tôi mày con không biết sợ là cái gì à? Ghép ơi. Bắt đèn. Gấp rất là nhiều nữa. Nó chưa biết bay. Ai mà về lớn như trâu rồi mày. Ôi, tóc rơi từ bao giờ rồi? Con nó bị làm sao ấy? Con nó bị bệnh rồi. Con bị ốm này, được. Nó mà ốm đừng sao vào nó. Sao vào lây bệnh ấy. Thế thôi kệ nó đi. Cái cổ nó có hai cái cổ đó. Nó lại có hai cái cổ. Có hai cái đầu à? Ra xem mẹ ruột lấy được rồi, lấy được cái mèo gì đây? Đấy là tội. Cái cây riêng ở đây sao nó có mỗi một cây to ăn nhỉ? Tắm rồi đừng đả bắn nhá. Dí vào đầu anh không? Dí vào đầu. Ôi giời, Thủy ơi, quê Thủy ơi, chỗ cái dậm bụi dậm kia sợ lắm mà cứ chạy. Quay lại. Ông chết này ở đằng ngoài. Cái gì ra bắt con gì ấy? Anh em lừa là kia, không có nó bắt ở đây. Ông kêu em đâu? Bao quay em chết tao ơi. Ông chết ơi. Mẹ mày để nó đi xa. Ta chỗ người lạ để nó đi xa. Nó con này rồi. Ui giời. Tối tao ăn đi. Tinh là không ai bảo. Chết anh một nữa. Bà chú hết sạch nhá, tép nhìn này, tép nhìn này. Tép này. Tép này. Lép mẹ vào đầu kia. Hai thằng này. Với chú. Mẹ có chụp không? Không. Đi thì cứ tao xuống nữa. Thôi trông bọn nó đã. Trông nó đã. Nó cắn vào tay. Gọi đi nào.
Thúy ơi, dây điện dây đóm này cẩn thận. Nhìn cái càng thôi. Tôi tô mai. Càng nó chọc vào mắt cho mù mắt ấy. Tiếp thẳng. Xem ơi. Bừng ơi. Không mượn được bố đánh. Hôm nay là đi trải nghiệm, không bố đánh đâu con. Quê à? Quay chủ đi. Quay. Quay chủ. Nè. Nè, thật muốn một kỷ niệm mai kia xem lại nó mới hay chứ. Quay và làm cái clip. Có máy đâu mà chụp. Tả chân nha. Đây mẹ đây này, đấy sờ mặt trời nhìn chưa? Lớp nào tự tin nhất? Đấy thấy đẹp chưa? Lớp nào hơi chưa? Này hai mẹ con đi, hai mẹ con. Này mà không có máy để chụp này. Mi ơi. Ơi nóng nóng này Tôm ơi. Mi ơi. Mi. Không ấy còn mỗi cái xin xin cái đấy là thích phải chỗ chị Thư vừa mới chơi đấy. Vòng đi chú, tôi chú bé. Đây nào, 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 qua đây. Xong, cứu đi. Qua đây, đi, 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 đi,
Đấy, gia đình hạnh phúc nhà cô thôi, tự nhiên tôi lấy hết. Được chưa? Thả xuống nhá. Đâu Thủy? Vào. Anh à. Em ơi, chị Thủy ơi, chị ngồi kìa. Ui, nóng đấy nha. Ôi, tôm. Tép. Ui, nóng đấy, bỏng tay, bỏng chân luôn đấy. À, trả dao đúng không bà? Ồ, anh này hiền lành hơn. Hơn những anh trước. Hai ông bà từ lấy là cái mồm to nhất chú. Xong bây giờ đây là một lúc luôn. Hả? Đi vào bà quay, đi vào chỗ mẹ. Chép ơi. Đi đâu Thủy ơi? Đâu ấy?
đâu ấy? Đi ra bán chỗ bán cung đi mà. Bán hả? Đứng gì cái đây? Cái đầu tiên. À mua con. Cái này là bố mua con tí anh gấu chỉ cho không? Không, chưa trùng. Cái đầu riêng một cái. Cho thẳng như nặng vào cái. Riêng cái tốn tiền. Tiền mua cao quá. Không tiền, mẹ không mang tiền. Cứ gần nếu không gần lại. Rồi, bắn mạnh lên. Cứ kéo như thế kéo căng mạnh. Kéo căng lên cho đi. Cho hết cơ đi. Qua đây con thích cái con cho cái này lại sao? Lùi lùi lại chết gấu lùi lại đi con. Qua đây con cho lùi lại sao? Lúc nào gấu cũng ơi. Cho cái cung tên đó. Đứng đằng sau không nó vào vào người mình. Đứng lùi lại hết chép ơi. Ôi chép ơi quay lại. Ơi đẩy với bố. Qua đây ta phải đứng sau lên mà. Cái mạnh lên con. Đây Khang bắn đi. Mà nhìn nó bóng là thứ nhất này. Gấu đi ra ông tôm bắn kìa. Gấu ơi. Tôm mà tôi phải đứng dịch vào cho anh gấu mê. Tôm phải đứng dịch vào cho anh. Gom tôm đứng sang cái bên kia ở giữa kìa. Gấu ra đây em anh bắn. Gấu đi ra ông anh bắn vào. Đứng lại gấu. Cái này đây. Kéo vừa rồi. Gấu ra đây. Tôm đâu không? Tôm đâu vậy? Cái này nó là cao su. Đứng như tôm mẹ, đứng như tôm đi. Đi tao bắn mày chụp tao đây. Con đứng gần vào, con đứng gần, đứng thẳng giữa cái tâm này. Ai ra để cũng ngang. Từ, đoàn tôm ra đây. Kéo căng ra, kéo căng cái dây này. Ui dồi. Đấy, nhưng mà con phải nhắm lên bên trên. Sao? Sao như nào? Chưa bắn à? Tôm ơi tôm. Mà thử xem nó không dính à? Không dính chị ạ. Cái gì biết là sao mà là được trúng vào đấy. Nó là tính chữ lát. Con mình phải nhìn lọt. Em tưởng nó phải dính vào đấy chứ. Con này phải nhìn lọt con mắt thì đấy. Đấy. Đó, bỏ tay. Tôm ra. Tôm đi ra tôm. Chị vừa là dính nhất rồi. Sắp rồi. Tôm đi ra. Thả tay xuống. Thả tay. Kéo căng. Ấy. Ôi giời, nó mắt lên được ấy. Mà lại lên nữa chú ảnh. Chết chú Ánh à. Nhưng mà lại phá mình nữa. Để em hỗ trợ. Đây này mày lại đi, này lên đi nào. Mà bắn trong vườn cho ra đi chú Ánh. Đừng dí tôm đi nhặt nó mắng. Ôi em biết rồi. Đây lên lên vào nè. Giống kiểu cái cung thi đấu nó bay vòng, nó bay lên trên, nó mới xuống. Thì bắn súng, cái trò thì bắn súng. Em đi chui. Tí này thằng tí. Nó lại cái đầu á. Anh đâu đi. Mày lăn lên một tí. Không phải làm này. Tôi không lựa đi. Cung ở đâu ấy? Chỗ kia đấy. Chỗ quẩy. Con đấy, kéo căng này nha. Tao đi kéo căng ra đi. Tôi phải đứng xa ra. Gần vào, từ. Được. Gấu, đứng xa ra. Được rồi, chết này. Tối gì không có. Chị ơi. Năm đấy chỗ nó mua cùng mỗi. Ủa sao nó không bay đâu à Hào? Rút mà kéo căng lên. Kéo căng thả tay. Kéo căng ra. Nào, ta thử bỏ cái bên này ra. Đó. Đúng rồi. Đấy. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Mất tiền không? 50.000 một người, một cung. Hai phía nhau con này không được gì. 50.000 một cung. Tôm ơi ra đây Tôm ơi. Gấu cái da kìa. Gấu đứng lên đi. Gấu đi ra đây đi. Em bắn tía, bắn xa cho mà xem. Mày có vẻ được đấy. Xin gì ăn. Sướng chưa? Con này tao chưa biết. Bắn trúng được điểm vàng đó nhá. Sướng. Chết tôi rồi. Mày nhỏ, mày nó cao quá. Nó cao. Đúng rồi, thi đấu mà treo không? Cha được kia. Cha được lại thi đấu.
Đây, đây, đây con ơi, đây đâu gần. Đúng rồi. Đây có lao đào, con bắn lại cái đi. Con bắn. Thế mày đi đâu vậy? Đây rồi. Con đưa đây. Con đưa đây. Con làm bị cao quá, tại vì con thấp nên là con toàn đứng cao. Gấu đứng giữa vào, xí vừa. Đâu rồi. Sĩ. Gấu một cái thì tép một cái, được chưa? Ừ, thi đấu với gấu. À, thi đấu với gấu thì mượn anh kia một phát. Ôi, cần cần về thi đấu em bé cái xinh chưa? Em bé gái xinh nhỉ? Không mượn này, bạn này này. Không, cái khốn nhé. Không phải đặt cọc mà. Bố. Ý nữa. Căng tay, căng tay, căng. Ôi, tôm kìa. Căng tay, căng tay, căng tay. Răng cái màu đen. Được, màu đen là 5 điểm. Màu đen là 10 điểm. Nếu mà cái màu vàng là 10 điểm. Màu vàng là 10 điểm. Màu vàng là 9 điểm. Úi giời. Tôm được hay tôm được ấy. Kinh. Tôm bắn hết bố đấy. Tép đi dao nó bắn vào chỗ tép đi. Đây đứng sang đây, đứng sang đây. Đứng sang đây. Có cung lưỡi bố. Quê thì là bắn vào cháu. Có cung lưỡi đi. Thôi. Thi đấu thôi. Điểm ở đây rồi thì sao phải lấy hai cái? Tốn tiền để ngố rồi. Chơi cùng nhau thì chán nữa. Không, chơi thế nó. Thời gian này thì cháu nói là cháu sẵn luôn. Chơi thế nó tốn tiền. Chú bắn đi này con. Bắn đi này con. Bắn đi. Nói chuyện làm gì? Nói chuyện làm gì? Điểm cái màu vàng là 10 điểm ấy. Làm sao phải thi đấu? Người ta tính điểm ngay vào điểm. Màu vàng là 10 điểm này đấy con. Con anh có 6 điểm rồi. Không bắn được thế. Không mua tiền, các bạn rồi, có phải là cái gì đâu mà. Không cần phải đi đâu. Thôi nhanh lên, đừng muỗi đốt. Con này không muốn đi đâu. Không thì con chơi đi. Nhanh tí phải giá bây giờ. Tao không phải đi đâu. Sao chơi đi. Không đây. Ngào cái dây, có dây ấy ở đây. Ngào cao quá rồi, thấp rồi. Có chắc được bởi ăn nha. Anh ngại riêng cao, chắc cái cao rồi. Thấy chưa? Cao có nhìn thấy cao. Tôi nhìn nó thấy hết người chơi rồi đây luôn. Kia kìa, nếu mà vàng thì 10 điểm. Tép này. Càng màu vàng xong lên màu đỏ. Tép này, vàng là 10 điểm. Đỏ là 9. Đỏ là 9, còn đen là 8 điểm. Kia kìa. Tím than là tím than. Kém ấy nhỉ? Nó đứng luôn này bà. Vòng đen 25 điểm, vòng tím 50 điểm, vòng đỏ 75 điểm, vòng vàng 100 điểm. Không. Lúc này. Căng thêm à? Nhưng anh sao anh cứ dắt lên trên được không? Mình cao thì không phải. Mình cao thì cảm giác. Ui giời. Nhanh một tí chứ mà không. Mình thành ra mình cao quá. Em nghĩ là nếu mà cao anh nhìn dưới anh phải check dưới. Đấy con như anh vừa tôi. Anh gấu rất là biết thân biết phận, ngoan ngoãn, bắn không. Tôm cẩn thận nha. Tôm bắn lên mẹ mà chú không ăn kiểu anh. Dừng tôm lên, dừng tôm lên. Tôm bắn sợ thật đi. À tôm cứ lên. Bắn đi chơi, bắn đi chơi. Không. Bay cả. Nó luôn cái đầu ra. Không bắn không bay được. Ông ấy ông tôm đi bắn được cái kia nó ra gì cả. Đáp bài xong thì bắn được cái kia nó sẽ tung cái lỗ này kìa. Ở kia kìa. Cái bia kia nó tung lỗ. Bố con nhà kia về xong cho mình mượn lấy nhỉ. Mượn tí. Đúng không đòi hỏi. Cho cái lại chơi đấy. Không có tiền thế này. Nó như tiếng à. Ôi, hai mấy cái. Mày nhà mày đại gia. Một cái. Mày bây giờ hết tiền, không có tiền đây mà. Gì có tiền đâu con. Không phải như vậy, ý là với cả là không cần thiết tiếp ạ. Chép bắn ở kia không? Chép bắn ở gấu, bắn ở kia kia. Cái bia ngoài kia. Bắn ở con. Nó không lãng phí, nó không cần thiết. Ngọc của nó đây, 9 điểm. 9 điểm đấy. Tép bắn, mẹ tép chưa bắn cái nào rồi. Con bắn đi, con bắn đi, con bắn tiếp đi. Tao bắn đi mày ra nào. Đây anh đưa kìa. Đây thôi, tao bắn cái này thôi. Con tay chơi thủ em nó chưa bắn, con bắn đi. À đây em này. Nó cũng không có hay tại vì chứ. Đúng rồi, nó không dính, phải dính vào trong đây cơ. Tao thích chơi cứ sửa cái bắn ra bật ra này. Phải dính vào để nó. Con phải vào giữa thắng này, con bắn căng vào. Ra ngoài đấy. Tôm chán chưa? Tôm chán chưa? Tôm ơi. Tôm. Tôm ơi. Ra kia bắn ra, nó vào kia, nó lỗ kia, nó bắn ra nhà học à. Cái lỗ này thủng nó tung lên. Đây thì hỏi tôm chán chưa để chơi đi chưa? À. Tôm thì nó không biết chán, nó cho thôi chứ tôm không bao giờ biết nó chán. Đúng rồi, đi đâu chuyển ra cái kia. Bắn mạnh vào. Bắn đây xong đi chuyển ra cái bia kia. Gấu ở đứng xa ra chi. Tao
Gấu đứng gì cái đây? Con nhắm đúng vào cái màu vàng. Con nhắm đúng vào cái màu vàng. Ôi giời, Lâm để học. Đi ra di chuyển ra cái bia kia đi. Cái mặt này à? Cái mặt. Không, nó chui vào. Cái mặt này. Gấu. Đi ra đây chơi. Trẻ con nó nhiều hơn, sao nó bố cảm giác nó phải tổ chức ăn ở kia nó không hợp lý đâu. Đúng rồi.